giáo cùng với các bạn học sinh sinh viên thân mến, lời đầu tiên cho phép Ái Linh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất đến tham dự chương trình với chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính giới thiệu tiến sĩ Hà Mai Hương, giám đốc Học viện Âm nhạc Huế. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Hoàng Thế Sơn, bí thư đảng ủy, phó giám đốc Học viện Âm nhạc Huế. Xin được trân trọng kính giới thiệu hội đồng khoa học Học viện Âm nhạc Huế cùng tất cả quý thầy cô là trưởng phó các ban các khoa của Học viện Âm nhạc Huế. Kính thưa quý vị đại biểu, Sống Như Những Đóa Hoa là chương trình biểu diễn nằm trong danh mục hoạt động khoa học cấp cơ sở. Chương trình được thực hiện bởi học sinh sinh viên văn thanh nhạc Học viện Âm nhạc Huế. Sống Như Những Đóa Hoa là xuyên suốt các ca khúc có chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống. Các từ trong một số ca khúc như một bức tranh tươi đẹp, thôi thúc các bạn trẻ có một lối sống lạc quan hơn, có mục đích hơn. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, Ái Linh xin mời quý vị cùng đến với các ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi, sáng tác Vicky Nhung, trình bày tốt ca trong học 1, trong học 2, tiết mục Chưa Bao Giờ Mẹ Kể, sáng tác Châu Đăng Khoa, trình bày Minh Hoàng, Hà Trang, lớp đại học 4.